Hey, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình dầm lúa quay cho các bạn xem nha. Hey, quê mình dầm lúa các bạn ơi. Lúa giờ lên nha. Dầm lúa mà.
cấy nha. Đây nhổ cấy nghỉ nhổ cấy rồi. Cấy là hồi xưa thôi. Bây giờ móc bằng cần móc chứ nhổ dục thôi mà. Tưởng thì dầm lúa hay hơn nữa thì để lại cho mình một bình luận để mình biết nha, cải thiện cho bà con nông dân dầm lúa cho nó khỏe nha.
giờ cho mình nha, nhổ ra mình lên đằng kia thấy các bạn. Các bạn nào thấy kỹ cử này hay gì để lại cho mình một like, một lượt đăng ký nha. Còn nếu có thấy kỹ cử nào mà hay hơn nữa để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Nãy giờ được nhiêu các bạn? Cũng nhiều lắm, ngoài kia nhóc chân các bạn ơi. Thôi bye, xin chào các bạn nha. Nếu các bạn nào thấy có ghi chữ nào hay hơn để lại cho mình một lần bình luận nha, để mình biết nha. Các bạn nhớ chia sẻ, nhớ bấm nút đăng ký cho mọi người theo dõi nha. Chào các bạn nha.